Hạnh miền Tây mới chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay em có tại chiếc cầu Chợ Gạo lớn, em quay một đoạn video tàu ghe cho cô chú anh chị mình cùng xem nha. Đây là một chiếc xà lan đá mi rất là lớn luôn, đang chạy ngang chân cầu Chợ Gạo lớn. Xa xa đó chưa cây cầu Chợ lớn của Chợ Gạo quê em. Đây là khung cảnh dưới chân cầu Chợ Gạo lớn, cũng có bờ kè xung quanh. Chiều các bạn đi uống nước, nhìn ngắm ra sông, ngắm tàu ghe rất là vui vẻ và nhộn nhịp luôn cô chú và anh chị. Đây cũng có một quán nước kế hầu có bờ kè không Chợ Gạo của em. Quán nước mấy cây bông rất là đẹp, che bóng mát. Video của em đến đây là kết thúc. Em cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem hết video của em.